cách nhận biết xương chậu có bị lệch hay không. Theo các chuyên gia Nhật Bản, ngồi bắt chéo chân thường xuyên có thể gây biến dạng xương chậu. Phần cơ của bên chân chịu lực nhiều hơn sẽ phát triển hơn, từ đó kéo theo một bên xương chậu xa xuống. Xương chậu bị lệch dẫn đến cột sống cũng bị cong vẹo, đồng thời ảnh hưởng đến sự cân bằng của xương vai. Điều đó khiến vai bạn bên cao bên thấp. Ngoài ra, việc lưu thông máu ở đầu và cổ sẽ bị cản trở, dẫn đến phù mặt. Một số người sẽ mọc những đốm tàn nhang hoặc nếp nhăn trên khuôn mặt của họ. Để tránh cho xương chậu không bị lệch, tốt nhất là chúng ta buông cả hai chân xuống khi ngồi, hoặc ít nhất là nên đổi qua lại vị trí bắt chéo của hai chân. Nếu bạn muốn biết xương chậu của mình có bị lệch hay không, hãy làm theo cách sau. Ngồi thẳng lưng trên mặt đất, đặt hai gót chân gần nhau, hướng hai bàn chân thành hình chữ V trong khoảng 15 giây. Sau đó, không gồng cơ chân nữa, thả lỏng tự nhiên. Nếu chân bạn nghiêng sang phải, thì có nghĩa xương chậu của bạn bị nghiêng sang phải, và ngược lại. Thôi miên chiếm đoạt tài sản có thật không? Thôi miên hiểu đơn giản là chỉ dẫn người khác để họ đi vào trạng thái thư giãn sâu sắc. Từ đó, chúng ta có thể đề nghị họ làm một việc nào đó theo ý mình. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của chúng ta, người bị thôi miên hoàn toàn tỉnh táo và có thể kiểm soát được hành động của mình. Họ có thể trả lời hoặc nghe theo nhà thôi miên nếu họ muốn. Hoàn toàn không có chuyện bạn bị hoa mắt, chóng mặt hay toát mồ hôi, không làm chủ được hành vi. Khi bạn đề cao cảnh giác và không muốn bị thôi miên, thì 99,9% bạn không thể bị thôi miên. Do đó, việc người ta nói rằng tôi bị thôi miên chiếm đoạt tài sản là không đúng. Hầu hết các trường hợp bị mất tài sản là do họ bị ngửi phải một loại hương liệu đặc biệt, gây mất ý thức tạm thời. Hương liệu thường được tẩm vào đồ vật rồi đưa cho nạn nhân. Nếu mất cảnh giác, chúng ta có thể dính bẫy của kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, cũng rất ít loại hương liệu có khả năng này. Hiện nay, những tên tội phạm trên thế giới thường sử dụng một loại chất tên là scopolamine. Nó được mệnh danh là hơi thở của quỷ, có thể xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời. Scopolamine không màu, không mùi, có thể gây ra tình trạng ảo giác rất mạnh sau khi hít vào 2 đến 3 phút. Nhưng nó rất khó mua bởi đã bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, có thể cũng như súng, khó mua nhưng không phải là không thể.